Trong nhiều năm, những thước phim siêu chậm như thế này chỉ có thể thực hiện được với dòng camera khủng long Phantom có giá lên tới vài tỷ đồng một chiếc. Người dùng bình thường chỉ biết mơ mà thôi. Tuy nhiên Sony đã là người tiên phong khi đưa công nghệ Super Slow Motion tới 1000 hình trên giây vào chiếc máy ảnh dân dụng. Clip bạn đang xem là tác phẩm của chiếc máy bé tí nhưng cực kỳ mạnh mẽ, RX 100 Mark 6. RX 100 Mark 6 là chiếc máy thuộc loại toàn năng, đặc biệt phù hợp với những bạn hay đi du lịch, phượt, sản xuất video, vlog, YouTube, cần tất cả trong một. Nó có thể chụp cả phong cảnh lẫn chân dung với giải tiêu cự phổ thông nhất 24-200mm. Nó chụp liên tiếp ở tốc độ kinh hoàng 24 khung hình trên giây cho mọi mục đích thể thao. Nó có quay 4K HDR khi bạn cần video và không thể không nhắc tới Super Slow Motion 1000 hình trên giây, mức quay chậm vô đối so với mọi đối thủ tính tới cuối 2018. Và đặc biệt Sony đang có chương trình khuyến mại rất hấp dẫn trị giá 2,5 triệu đồng gồm một pin sạc và phiếu giảm giá 50% bán tay cầm. Bạn chỉ cần đọc mát em yêu anh Duy là được. Mình đùa đấy. Các bạn cứ phi đến shop quát vào mặt bán hàng cho anh mua RX 100 Mark 6 là được khuyến mại nhé. Về cảm quan bên ngoài, bạn sẽ không thể tin được là sao chiếc máy rất mạnh mẽ về mặt tính năng lại nhỏ nhắn đến thế. Nó nằm vừa gọn trong lòng bàn tay và nếu so sánh với chiếc iPhone 6 bình thường, không tính iPhone Plus cỡ đại thì nó cũng chỉ bằng 2/3. Đồng nghĩa với việc bạn có thể đút vào bất kỳ loại túi nào, kể cả túi quần. Cầm chiếc máy này đi chụp đường phố không bao giờ sợ bị đập máy hay ăn trưởng, vì bạn có thể chạy rất nhanh khi bị đuổi. Và mặc dù nhỏ vậy nhưng vỏ ngoài của nó hoàn toàn bằng kim loại, chắc như cục gạch, đủ cứng để bạn có thể ném hoặc đập khi cần phòng thân. Khi buông lụa, RX 100 Mark 6 rất đầy đủ tính năng, màn hình có thể gập hẳn lên trên để selfie, tự quay như thế này. Có cả chiếc flash tí hon khi bạn cần. Và Sony còn chiều khách hàng tới mức gắn thêm cả viewfinder điện tử, một tính năng rất đắt đỏ vào máy. Giải zoom của RX 100 Mark 6 là 24-200mm, là khoảng zoom phổ thông nhất, đa dụng hơn nhiều lần so với các bản trước. Bạn có thể chụp cả phong cảnh, chân dung, thể thao và 99% các nội dung nhiếp ảnh hiện thời. Về các chế độ hỗ trợ người dùng, máy rất thân thiện và có đầy đủ những mode chụp phổ thông nhất, không kém những chiếc máy mirrorless flagship như A6300 hay A6500. Viewfinder của máy nhỏ nhưng sắc nét, rõ ràng và màu sắc rất chân thực. Sony tận dụng tới từng mm khi trên chiếc viewfinder nhỏ vậy vẫn có lấy trình độ cận viễn cho người dùng. Nếu bạn là người chuyên chụp ảnh thì RX 100 Mark 6 đáp ứng khá tốt nhu cầu của bạn. Hình ảnh cho ra chuyên nghiệp không kém gì các máy crop đời mới, mặc dù cảm biến micro của nó nhỏ hơn. Màu da của máy rất đẹp và nịnh mắt, hoàn toàn không có gì đáng phải phàn nàn. Những năm gần đây, không ai có thể chê màu da của Sony được nữa. Khi chụp đường phố, máy nhỏ gọn sẽ tạo cảm tính tốt cho người dân, họ ít đề phòng hơn và bạn sẽ dễ dàng có những tấm ảnh trực diện hơn. Phóng to 100% để kiểm tra chất lượng ảnh, ta thấy ảnh sắc nét, chi tiết tách bạch. Với cảm biến nhỏ thì đây là kết quả rất tốt. Tất nhiên nếu phóng to đến 150%, ta sẽ thấy các đường nét của vùng xóa phông nó không sắc gọn thành một đường mà bị nhiễu. Nhưng rất may là bạn phải in ảnh đến cỡ 1m2 và dí sát mắt thì mới nhìn thấy các hiệu ứng này. Về Dynamic Range, đây là file RAW của máy. Quá trình cứu sáng khá dễ dàng và kết quả là khả quan. Tuy nhiên bạn sẽ vẫn cần lưu ý ảnh sẽ không mượt như dòng Full Frame A7 được vì cảm biến của nó nhỏ hơn khá nhiều. Cũng giống như đàn anh A7 Mark 3, RX 100 Mark 6 cũng có lấy nét vào mắt và thuật toán lấy nét của Sony có thể nói thuộc loại tốt nhất hiện nay. Nó bắt rất chuẩn, rất dính. Bạn không bao giờ phải lo đến việc áo nét nữa cả. Tốc độ chụp liên tiếp của RX 100 Mark 6 đến 24 khung hình trên giây. Một con số cực kỳ ấn tượng thuộc loại top các máy chụp nhanh nhất bây giờ. Chuỗi ảnh chuyển động của nó cũng mượt như phim luôn. Với siêu phẩm tất cả trong một như RX 100 Mark 6, kết nối không dây là điều đương nhiên phải có, nhưng Sony còn cải tiến thêm một bước nữa khi sử dụng mã quét QR. Bạn chỉ cần quét mã vạch này là điện thoại lập tức kết nối với máy ảnh và bạn có thể chụp, duyệt, download ảnh thoải mái. RX 100 Mark 6 có thể quay 4K rất nét, kết hợp với tông màu Vivid hoặc Toy Camera, nó có thể cho ra rất nhiều màu sắc hay. Về chống rung, khi quay 4K, máy chống rung bình thường như các máy khác. Nhưng khi quay Full HD, chống rung của RX 100 Mark 6 có lẽ là tốt nhất hiện nay. Nó tốt đến mức có thể bạn sẽ không cần gimbal riêng nữa. Đây là chiếc máy đầu tiên khử chuyển động đi tốt như vậy.
Nếu bạn cần quay sản phẩm, đây chính là chiếc máy bạn cần. Nó có khả năng dí sát vào vật mẫu và giúp bạn có những thước phim khá chuyên nghiệp mà không phải biên tập nhiều. Máy sẽ quay rất tốt các sản phẩm to tầm chiếc thẻ nhớ trở lên. Khả năng quay zoom là ưu thế lớn nữa của RX100 Mark 6. Nhờ cơ chế điện tử, nó có thể zoom rất xa và rất mượt, không bị khựng như khi zoom bằng tay trên lens. Ngoài ra, nó còn có thể thực hiện hiệu ứng dolly zoom, loại hiệu ứng rất phổ biến trong điện ảnh một cách ngoạn mục. Các bạn thích quay slow motion thì đây sẽ là lựa chọn số 1. Với quay chậm 250 khung hình trên giây, tương đương 10 lần, bạn có thể gần như đóng băng mọi chuyển động của loài người. Với mức quay chậm không tưởng 1000 khung hình trên giây, tương đương 40 lần, bạn đã có thể ghi lại những chuyển động vật lý cực nhanh, vô cùng thú vị như quả bóng nước vỡ chẳng hạn. Chủ đề mà bạn có thể sáng tạo là vô tận, cả một thế giới mới đang chờ đón bạn. Bạn sẽ sạc pin trực tiếp trên máy qua cổng USB mini đa nhiệm. Cổng này cũng cho phép bạn sạc luôn từ sạc dự phòng. Bên cạnh là cổng HDMI. Lưu ý RX100 Mark 6 không có cổng cắm mic. Pin của RX100 có thể chụp được khoảng 300 shot. Máy dùng thẻ nhớ SD, khuyến cáo tốc độ 100 Mbps trên giây là vừa. RX100 Mark 6 có phụ kiện đi kèm khá hay là báng tay cầm. Nó cũng nhỏ gọn xinh xinh, bạn có thể gập lên gập xuống như thế này. Trên báng chỉ có 4 nút là zoom ra zoom vào, nút chụp và nút quay video. Báng còn có thể tách 3 chân và biến thành tripod mini khá vui mắt. Nói tóm lại, RX100 Mark 6 là chiếc máy tất cả trong một, có đầy đủ tính năng, giải zoom rất đa dụng, chất lượng ảnh và quay đều tốt, dùng làm vlog, review sản phẩm, quay dịch vụ, slow motion đều được. Nó phù hợp với đại bộ phận người dùng. Yếu điểm duy nhất của nó là cảm biến bé nên chất lượng ảnh khi in phóng cỡ lớn sẽ có đôi chút ảnh hưởng. Nếu bạn thường xuyên in phóng như vậy thì hãy chọn Sony Full Frame dòng A7. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.